Rồi ông kê 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 kê, anh em lại là tôi thần đồng Free Fire đây anh em à. Rất vui vì được gặp lại anh em. Thì đầu tiên vẫn là chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay nhà anh em. Anh Bí chơi Free Fire từ khi nào ạ? Thì mình chơi game này từ khi còn khu vực tiền đồn, sân bay. Và trên bản đồ còn rất nhiều cây chuối nhà anh em. Còn vấn đề đá cốt vào like của bác gấu thì thú thật với anh em là tôi thấy bác dạo này kinh tế cũng khó khăn. Nữa mà tôi vào bán chay quá bác lại không đủ mì tôm mà chung anh em à. Bốc phét ít thôi. Anh dùng máy gì à? Thì hiện tại mình đang dùng con máy có cái táo cắn dở và có một nội tại cực kỳ tiện dụng khi sử dụng nó để chơi game vào mùa hè này anh em à. Đó là chiếc máy ngoài công dụng làm clip cho anh em thì tôi còn dùng nó để nướng thịt và chiên trứng anh em à. Ui sợ quá, sợ quá. Làm thao tác tay đi à? Thì cái này mình nghĩ vẫn chưa đến lúc đâu anh em mà cũng một phần là vì điều kiện chưa cho phép. Anh em xem video like chia sẻ giúp mình thì sau này sẽ có lúc mình xô thao tác tay thôi mà. Sao anh ăn gì mà bốc phét ghê vậy? Bộ em mắc hỏi lắm hả em? Sao anh làm YouTube vậy à? Thì thú thật cái này anh cũng làm vì đam mê thôi anh em à. Gặp ông Hoàng hủy hoại giáp thì có mà chạy đằng trời. À tiện thể thì anh em thích tôi bắn sọt gun hay tiểu liên vậy anh em? À mà tôi hỏi cho vui thôi chứ tôi thích bắn cây gì thì tôi bắn chứ liên quan gì tới anh em. Quá chuẩn luôn. À rồi có địch nè anh em. Xin lỗi vì đã không tiết lộ với anh em thì tôi đây được mệnh danh là sát thủ chim gõ kiến một viên một mạng đây. Chẳng qua là pha đó tôi diễn để mấy khứa này dí tôi, sau đó tôi sẽ mai phục rồi bắn ngược lại thôi anh em mà, chứ đơn giản mà làm sao mà bắn không trúng được nó. Ủa cái gì đó anh em thấy gì không? Nếu không thấy thì tôi cho anh em xem lại đè đơn giản mà. Cái gì đó em biết giật giật liền luôn. Đã bảo tôi là vị vua chim gõ kiến mà bây giờ thì anh em tin tôi chưa? Ha ha, những ai không tin vào trình độ của tôi chắc bây giờ hối hận lắm đúng không he he. Kiếm cái ống chích làm vài cái cho nó tỉnh anh em ơi, tới rồi. Cái gì giáp anh ơi? Ây ra thằng nào ở trên trời rớt cái bịch xuống hay gì mà không nghe tiếng chân anh em à. Này thì bắn lén này. Không biết đây chính là tuyệt kỹ của C4 hả mày? Những cái tấm chắn này hay mấy cái thùng container thì thường sẽ bị ló đầu như này nha anh em. Để ý một tí thì bèm vỡ mồm nó luôn, quá đẳng cấp he he. Ở kìa thanh niên này tính làm cái của cải gì vậy anh em? Thế giới này là của bố mày à? Thôi năn nỉ đồng đội đi em nó cứu cho. Công lẹ luôn anh em ơi, tính bơm máu rồi công lên úp sọt anh mày à, xin lỗi nha, không có đầu nhóc à. Keo vòng kiểu này thì chả khác gì nạp mạng anh em à. Mà cũng không trách được tại bây giờ khứa này đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Bởi vì phải đối đầu với một đối thủ vừa bắn hay vừa đẹp trai như tôi thì làm gì có cơ hội để mà thắng đúng không anh em hé hé. Cũng hên nó đi một mình chứ đi cả team là tôi chạy chỗ khác rồi, ngu gì mà công. À đây rồi, thêm một con bò đi lạc ở dưới chân cầu kia anh em có thấy không? Chuẩn bị bay màu với ông chùm chim gõ kiến rồi chứ gì nữa, chạy đâu cho thoát. Mụ đội nó thằng thứ ba nào. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Tự nhiên tôi đau bụng quá anh em mà, thôi đi kiếm chỗ để xử lý cái đã. Cái này là tôi có công chuyện thật chứ không phải là thấy đông quá tôi bỏ chạy đâu nha, đừng có mà hiểu lầm, thật là vãi trưởng mà. Hên quá anh em ơi, hình như tụi nó không thấy tôi. Rồi tụi nó dô bò hết rồi á, à, he he quá là hên mà. Úi giời ơi, hên vãi cái bom keo đặt bừa mà nó cứu tôi một mạng anh em à.
Đã đến lúc lấy lại những gì đã mất rồi anh em à. Tầm này làm sao tụi nó biết được là vẫn còn một khứa như tôi vác mặt chạy sau lưng tụi nó. Tầm này thì cứ móc cây súng ra tha hồ mà thọc thôi anh em à. Vài o khứa này mặc cổ giáp Ấn Độ hay gì mà cho con bắn nó như muỗi đốt inox vậy anh em. Tôi nghĩ là tôi nên chạy anh em à, chứ cái góc này mà bắn nhau kiểu gì cũng không vào bo được. Nam mô anh Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi, không ai thấy tao, không ai thấy tao anh lô. Đã đọc thần chú cỡ đó mà còn nấp nữa thì chịu đó. Người chơi hệ tâm linh mà anh em. Không tin anh em cứ thử đi. Nhớ ra quán cà phê đồ đó đọc cái thần chú lúc nãy thật to. Đảm bảo luôn. Đảm bảo anh em sẽ bị nhìn bởi những người xung quanh bằng một ánh mắt rất ngưỡng mộ. Thằng sau lưng nào nãy giờ nó bắn tôi hơi bị nhiều đó anh em mà cay thế nhờ. Chẳng qua là tao bận xử lý khứa bên này thôi chứ nó cũng bẩm mình với tôi anh em ạ. Ở cái nhà này có cái mái ngon thế nhờ, chạy lên mái này thủ nhà thì bao top một luôn anh em à. Thành ra cái mái nhà này như đồn lầu anh em mà mụ nội nó trèo lên trên này thì bị bốn phía nó bắn cho đen con mắt luôn. Nói chung mái nhà như xịt anh em quên câu lúc nãy đi nhà. Hình như nó cứu rồi hay gì đó. À, trong nhà đang bắn nhau nẻ nhân lúc này tôi phải vào để bú thật nhanh. Để tí nữa nó cứu thì hơi mệt đó anh em à. Úi xôi ui, hai con bot này top một rồi anh em à. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở... SOS. Ây dạ, SS ông S anh em ơi, cứu ơi anh em. Đủ má ai mà ngờ pha góc hẹp như thế mà cha nội này bắn ngáp ngáp vô đầu cha nội. Đủ má ao thật đấy. Thôi kiểu này để nó cứu lại rồi thì bắt buộc tôi phải ăn may một lần nữa như pha lúc nãy thì mới có cơ hội top một anh em à. Vậy nên nếu anh em tin tôi sẽ lấy được top 1 thì like clip này nha. Để xem 10.000 người đăng ký được mấy bạn tin tưởng tôi. Cơ hội tới rồi anh em à, của liệu choáng 10 điểm liệu có giúp được thân đồng Lý Bí lật kèo trong tình huống này hay không đây? Ơi nó lại bắn bay đầu tôi kìa anh em, đúng là một đối thủ đáng gờm đấy. Sao nói gì đi, thật sự cảm ơn những ai đã tin tưởng tôi nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, tôi tắt máy quay đi thầy tã đây.